trong May the Music Festival lần đầu tiên và hy vọng rằng nó sẽ được tổ chức thường niên ạ. Được không? Được không mọi người? Vâng, và ngay sau đây sẽ tiếp tục với âm nhạc đi ạ. Sẽ là một ca khúc nằm trong album thứ hai của chúng tôi. Đó có tên 1811 câu hỏi. Mình nghĩ là câu hỏi đầu tiên mà mọi người đặt ra khi nghe cái tên bài hát này là tại sao nó lại là 1811 ạ? Thế. Hôm nay là rất là cảm ơn các bé của chị Lam. Đích thân chị Lam gửi lời cảm ơn đến các bé gọi là thân yêu nhất của chị Lam. Con chị nhìn thấy rất là nhiều gương mặt thân quen và thực sự là cảm thấy rất là xúc động. Vì chị đang nghĩ là thực sự với cái dàn line up của như ngày hôm nay thì chị biết là các bé bây giờ mới là những cái con số rất là nhỏ thôi, nhưng tuy là mình ít nhưng mà với cái tình cảm nó sâu đậm như này thì chị tin chắc rằng chúng ta
cái mô hình thấp bé này của chúng ta sẽ còn ngày càng được nhân rộng được không ạ? Nhiều và cũng rất là mong là những bạn khán giả mới ngày hôm nay chúng ta mình có duyên được gặp nhau lần đầu tiên thì mình mong là với cái tình yêu thương của mọi người dành cho Minh Tất và Lan thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp hơn nữa để gặp gỡ nhau cũng như là để nghe những ca khúc mới của Minh Tất và Lan chúng ta sắp tới đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều. Có chứ, phải nhảy chứ. Thì 18 tháng 11 là sinh nhật của mình. Chồng mình thì tuy là sáng tác rất là hay, à quên mất không giới thiệu, đây là chồng mình ạ. Đấy, Minh Tất ạ. Chồng mình thì sáng tác được cái sáng tác rất là hay, rất là thương vợ, chiều vợ. Nhưng anh ấy không nhớ nổi sinh nhật của vợ. Nên là anh ấy quyết định là anh ấy đặt tên cái bài hát này bằng số ngày sinh nhật của vợ cho anh đỡ quên. Thế đố mọi người biết cái bài mà trước bài 1811 là bài gì? Bài đấy là tên là bài 145. Vâng, thì đó lại là ngày sinh nhật của yêu cũ của anh ạ. Bài hát thì nó không bao giờ có lỗi cả. Nó hay, nó dễ thương và nó mang rất là nhiều cái tâm tư, đúng không ạ? Của một người đàn ông khi mà người ta muốn trao cái tấm tóc cười vậy. Rồi chị coi những bài của chị có sao đâu. Rồi, ok, thì đó là đôi chút về hai ca khúc đầu tiên của Minh Tất và Lam ạ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc tiếp theo. Chốn xa cơ, chốn xa mạng người cuối. Sau đây sẽ là cái khúc Chốn Thành.
nhạc dance đầu tiên của Nguyễn Tùng và Lan. Và tiếp sau đây cũng sẽ là một ca khúc sẽ được phát hành trong album 3 sắp tới. Và sẽ tình hơn một chút, con tựa đề là Moonlight City. Có vẻ hơi fail nha, đúng không ạ?
được rồi thì mình cứ dần dần đúng không? Mình cứ dần dần chỉ tin vào các bé của chị. Vì chị biết là được như ngày hôm nay là nhờ có các bé của chị. Chị biết. Cho nên bây giờ sẽ là ca khúc gọi là Chúc Hạ đi ạ. Sau bài hát này là mình hy vọng là những con tim còn đứng phía xa xa kia mà vẫn còn đang đứng yên thì sẽ rung động với Minh Tóc và Lan được không ạ? Và ngay sau đây sẽ là xa mà lại mỏi tới trước khi màn đêm lại tới với
Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, và những giây phút của Minh Tóc và Lam tại sân khấu của Hòa Chua đến đây là đã kết thúc rồi. Thế rồi. Còn một tiết mục cuối là tiết mục chụp ảnh nha. Mình rất là muốn mong mong sau nạn thiệt tình luôn nào. Ngồi ngồi xuống mới nhìn thấy các bạn chứ. Ngồi ơi, giữ giọng nha, đêm còn dài lắm, còn ngày mai nữa cơ. Nào, 3, 2, 1, Minh Tóc và Lam được không ạ? 3, 2, 1.